Đây là máy quét mã vạch DS9208 của Symbol. Máy nguồn sáng rất mạnh, giúp quét sẽ rất là nhanh, nhạy. Mình sẽ thử một số mã. Cái màn hình nhà mình đặt cái notepad này để thử nhé. Bình thường cái máy ở trạng thái chờ thì là nó sẽ nó chỉ có hai cái đèn sáng, đèn led nhẹ ở trên này thôi, nó không có tia, đèn led chỉ sáng màu xanh chứ không có tia, không gây chói, không gây khó chịu gì cả. Ở chế độ chờ thì là máy cũng không có một cái đèn nào nó sáng ở bên trong cả. Đấy. Cái các bạn nhìn thấy kia là do phản quang màn hình thôi. Đấy, khi mà mình đưa qua hay có chuyển động qua nó sẽ rất là nhạy. Đấy. Đấy. Quét xong là nó sẽ tắt ngay, nó không bị delay lâu như các loại máy quét khác. Máy quét khác cái đèn sáng nó sẽ sáng lâu hơn và nó sẽ khoảng mất 5-7 giây nó mới tắt đi được. Còn cái này chỉ khoảng 2 giây là nó tắt ngay. Máy này quét cả 1D và 2D nhé. Ví dụ như cái thẻ bảo hiểm y tế như thế này, cực kỳ nhạy luôn, quét luôn. Cái mã của bảo hiểm y tế nó rất là dài, nó chứa rất nhiều thông tin bên trong. Đấy. Quét liền, rất nhạy. Đấy. Sang với những cái mã vạch bán hàng hóa, tạp hóa thông thường thì đơn giản thôi. Đấy. Rất là ok. Quét xong mà tắt liền. Đèn đó mà nó gây cảm giác là nó dễ chịu, nó không bị khó chịu như những cái loại khác. Những máy quét khác ấy, thì thường là những cái mã vạch mà nằm trên túi ni lông, thì đặc biệt là những cái túi ni lông trong suốt rất là khó đọc, nhưng mà với con này đọc vẫn rất là tốt. Đọc rất là ok. Mã 2D thẻ bảo hiểm y tế này, cái mật mã rất là dày, là nhiều máy không đọc được đâu.